tuổi thì ông cao rồi, tôi cũng suy nghĩ rồi. Thế nhưng mà đại hội bầu vẫn phải làm, thì là đảng viên thì phải chấp hành. Cho nên là tôi sẽ cố gắng hết sức là chống tham nhũng. Đây là vấn đề rất lớn, không phải chỉ ta, nước nào cũng có. Không phải chỉ thời nay, thời nào cũng có, đúng không? Chỉ có nhiều hay ít thôi, rộng hay hẹp thôi. Cái này là cái bệnh của những người có quyền, có chức, thì từ năm 2013 đến bây giờ làm liên tục, xử bao nhiêu vụ, và tôi nói là không dừng, không nghỉ, không kể đó là ai, không có vùng cấm, nó là không ngừng, không nghỉ bất cứ lúc nào. Nhưng mà làm không phải cốt là để trị ai hay là thù oán gì ai, không phải. Đây hoàn toàn là nhân văn, nhân đạo. Tôi vẫn nhắc lại câu của Bác Hồ: cưa một cái cành cây mọt sâu để cứu cả cái cây, xử một vài người để răn đe, giáo dục, ngăn ngừa người khác đừng vi phạm. Đấu tranh tham nhũng nó phức tạp, khó khăn đến như thế. Lè nhè, không có khí sắc, không có khí thế gì lắm. Nó là cái cốt tướng của anh Trọng xưa nay vẫn là như thế. Nhưng mà người ta bảo là ông ấy, ông lè nhè như thế nhưng mà ông thâm lắm. Đấy. Thế còn cái mà gọi là cái tư duy của ông ấy, thì nó vẫn là luẩn quanh quẩn những cái nó nhàm chán và cũ rích thôi. Nó không cái gọi là cái chất lượng về tư duy, về trí tuệ mới này kia sắc sảo thì người ta không thấy, lui tới cũng bấy nhiêu thứ đấy, năm ngoái nói năm kia nói năm nay nói như thế vân vân. Thì cái điều là mà ông muốn đặt ra nữa là vấn đề ông muốn thúc đẩy cái xây dựng đảng, một cái đảng mà nó thân cận với dân, nó đi sát với dân vân vân, thì là cái đảng ấy là vô địch. Thế nhưng mà đấy là cái ông nói, chứ còn trong thực tế nó diễn ra thì là loại là một cái đảng vừa hụ lậu về tư tưởng, vừa đồi trụy về nhân cách, vừa tham tàn về quyền lực. Thế thì làm sao mà lại gọi là chinh phục được dân mà ông nó cứ nói như vậy.